Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lê Minh Hưng, Vương Đình Huệ, Liên Thổ, Nghệ Tĩnh, chính trị đập nát kinh tế. Lê Minh Hưng là người thuộc nhóm lợi ích Hà Tĩnh. Hiện nay, Hà Tĩnh có 11 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Nghệ An có đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, và trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Liên minh Nghệ Tĩnh là một liên minh mạnh nhất hiện nay. Ông Vương Đình Huệ là đệ tử ruột của Nguyễn Phú Trọng. Thực tế, Liên minh Nghệ Tĩnh đang làm mọi cách để nắm quyền điều khiển Việt Nam sau khi ông Nguyễn Phú Trọng phải rời ghế vì quá già. Một khi ông Tổng Bí Thư về hưu và chiếc ghế rơi vào tay Liên minh Nghệ Tĩnh thì các địa phương khác sẽ bị chèn ép, rất khó có thể ngóc đầu lên được. Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, nắm Trung ương Đảng, nắm Thành phố Hồ Chí Minh và nắm Hà Nội là mục đích mà Liên minh Nghệ Tĩnh nhắm đến. Nếu thuận lợi, họ có thể nắm luôn chính phủ. Ghế Tổng Bí Thư gần như là dành riêng cho Vương Đình Huệ. Tại Hà Nội, Trần Sĩ Thanh đang nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự kiến nhiệm kỳ sau sẽ thay Đinh Tiến Dũng nhắm chức Bí thư thành phố này. Còn Thành phố Hồ Chí Minh là bài toán xa. Tuy nhiên, nếu ông Vương Đình Huệ mà nắm được chức Tổng Bí Thư, có thể ông Lê Minh Hưng sẽ vào ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể là ghế thường trực Ban Bí thư. Nếu ông Hưng vào được Bộ Chính trị thì Lê Minh Hưng và Vương Đình Huệ là dân tài chính. Tuy nhiên, cho tới nay, Lê Minh Hưng không đem khả năng của mình ra giúp nền kinh tế mà chỉ kiếm tiền nuôi mối quan hệ chính trị. Trong bộ máy nhà nước này, không một ai muốn vì dân cả. Tất cả đều chỉ vì bản thân họ mà thôi. Thà bán đứng nền kinh tế để vun đắp cho lợi ích nhóm thật mạnh, hơn là vì nền kinh tế mà nhóm lợi ích bị suy yếu đi. Theo thông tin nhận được, ông Lê Minh Hưng đã được Vương Đình Huệ giới thiệu với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và được ông Trọng tin tưởng giao cho vị trí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Vị trí mà ông Lê Minh Hưng đang ngồi hiện nay được xem như là chốt chặn, lọc bỏ những thông tin bất nhợ lợi về nhóm Nghệ Tĩnh, không cho lọt vào tai ông Tổng Bí thư. Bề ngoài thì Vương Đình Huệ dạ dạ vâng vâng với ông Tổng Bí thư, nhưng thực chất Vương Đình Huệ liên kết với Lê Minh Hưng thao túng thông tin đến với ông Tổng Bí thư. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hiện nay, thời kỳ ông Lê Minh Hưng làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lẽ ra vào năm 2019, ngân hàng SCB đã bị đưa vào trường hợp kiểm soát đặc biệt, nhưng ông Hưng chỉ đồng ý đưa vào diện tăng cường kiểm soát. Ông vẫn để cho ngân hàng này hoạt động bất chấp pháp luật, tự do lùa gà. Và hậu quả như thế nào thì nay người dân cả nước đã rõ. Không chỉ có SCB, ông Lê Minh Hưng còn nuôi một số liên minh tương tự, chẳng hạn như Techcombank và Zbank. Ngày nay, ông Vương Đình Huệ đang đứng đầu Liên minh Nghệ Tĩnh, trong đó Lê Minh Hưng là cánh tay đắc lực của ông Huệ. Hiện tại, liên minh này đang có kế hoạch nâng bì ông Nguyễn Phú Trọng lên thành thánh nhân. Họ muốn nâng ông Nguyễn Phú Trọng lên tầm tương đương với ông Hồ Chí Minh. Và nhờ đó, ông Trọng thiên vị rất rõ. Hầu như những thông tin về sự yếu kém của ông Lê Minh Hưng thời làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không lọt được tới tai ông Tổng Bí Thư. Nhìn bên ngoài, ông Tổng Bí Thư có vẻ như là người làm chủ cuộc chơi. Nhưng thực chất, ông Nguyễn Phú Trọng đang bị nhóm Nghệ Tĩnh thao túng. Họ thao túng thông tin, điều hướng ông Tổng Bí Thư theo ý đồ của họ. Và thực tế hiện nay, nhóm Nghệ Tĩnh đang nấp sau chiếc xe tăng Nguyễn Phú Trọng nên rất an toàn. Ông Nguyễn Phú Trọng, người đang bị Liên minh Nghệ Tĩnh thao túng. Trò chơi chính trị ảo diệu là như thế. Nhìn bên ngoài có vẻ như Vương Đình Huệ ngoan hiền trước ông Tổng Bí Thư, nhưng đằng sau hậu trường là cả một liên minh mạnh mẽ đang sử dụng ông Tổng như là một công cụ. Đến khi ông Trọng từ giã quyền lực, mọi thứ mà ông Trọng đang có sẽ rơi vào nhóm Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lê Minh Hưng, Vương Đình Huệ, Liên Thổ, Nghệ Tĩnh, chính trị đập nát kinh tế. Lê Minh Hưng bàn tay làm nát ngành ngân hàng, bóp méo ngành bất động sản. Lê Minh Hưng là phó giám thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Văn Bình làm thống đốc. Vào năm 2016, khi Nguyễn Văn Bình vào Bộ Chính trị nắm chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thì ông Lê Minh Hưng lên thay thế. Một nhiệm kỳ làm thống đốc, Lê Minh Hưng đã để lại nhiều hệ lụy mà nền kinh tế Việt Nam đang phải gánh chịu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan cho ra chính sách tiền tệ, điều khiển hệ thống ngân hàng thương mại. Chính sách sai khiến cho hệ thống ngân hàng thương mại đã bị biến tướng, tạo nhiều hệ lụy xấu cho nền kinh tế. Chính thời kỳ Lê Minh Hưng làm thống đốc,
ông làm ngơ mặc cho liên minh ma quỷ giữa doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng cấu kết với nhau làm bậy. Ngân hàng trở thành sân sau của doanh nghiệp để cho vay dưới chuẩn, để đảo nợ, để phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp không đạt chuẩn, vân vân. Điều này khiến cho những doanh nghiệp bất động sản lẽ ra phải phá sản thì họ lại có cơ hội chiếm dụng vốn của nhà đầu tư. Cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng. Hình mẫu cho loại cấu kết này là ngân hàng SCB và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB là đầu mối thu hút nguồn vốn từ xã hội. Nguồn vốn này được SCB cho các công ty con của Vạn Thịnh Phát vay với lãi suất ưu đãi và chấp nhận cho các doanh nghiệp thành viên thế chấp các dự án cho ngân hàng. Nói chung, trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, SCB là đầu mối hút tiền từ túi người dân để cho tập đoàn này đưa vào sử dụng. Chưa hết, ngân hàng SCB còn lừa khách hàng gửi tiền ngân hàng mua trái phiếu của công ty An Đông, một công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Như vậy, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã dùng SCB để mà lùa gà. Họ lùa khách hàng gửi tiết kiệm vào chuồng trái phiếu doanh nghiệp. Và cho đến nay, các khổ chủ gần như mất trắng số tiền họ đã dùng cả đời dành dụm cho mình. Việc chủ doanh nghiệp nào đấy đã mua cổ phần ngân hàng là chuyện không hề hiếm. Tuy nhiên, với vai trò quản lý và điều hành chính sách tiền tệ mà ông Lê Minh Hưng không ra tay ngăn cản những doanh nghiệp hoặc tập đoàn chủ sở hữu ngân hàng, dùng ngân hàng để mà lùa gà, dùng ngân hàng để hút vốn cho các công ty con trong tập đoàn của mình. Một cách làm không minh bạch. Dưới thời ông Lê Minh Hưng thì ngân hàng đã bị biến tướng nghiêm trọng. Theo thông tin có được, có một số tập đoàn đang bên bực vào vực phá sản bỗng nhiên nhảy vào mua cổ phần, trở thành chủ sở hữu của ngân hàng. Sau đấy họ dùng ngân hàng này như là công cụ để mà hút vốn, cứu cho tập đoàn khỏi phải phá sản. Khi tiền rót vào các dự án, các doanh nghiệp bất động sản tạo sốt đất, thổi giá bất động sản lên rồi đẩy hàng thu lợi. Có nhiều bất động sản tăng giá gấp đôi, gấp ba chỉ trong thời gian rất ngắn, giúp các đại gia đẩy hàng trả nợ. Hậu quả là ngành bất động sản cũng bị méo mó theo rất nhiều. Vụ án vụ Vạn Thịnh Phát và SCB chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn. Rất nhiều đại gia bất động sản sở hữu ngân hàng, trong đó có các đại gia như Dương Công Minh, vừa chủ tập đoàn bất động sản Him Lam, vừa là cổ đông lớn nhất của ngân hàng Sacombank. Dương Công Minh vừa là ông chủ tập đoàn Him Lam, vừa là ông chủ của ngân hàng Sacombank. Hiện nay đã có 4 ngân hàng bị ngân hàng nhà nước đưa vào diện theo dõi đặc biệt, đó là CB Bank, Ocean Bank, GP Bank và Đông Á Bank. Một số chuyên gia cho rằng với tình hình như hiện nay, có thể năm 2023 sẽ có những ngân hàng khác nối gót 4 ngân hàng này bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt, tức là nó đứng trước nguy cơ phá sản. Đấy là những hệ lụy từ thời ông Lê Minh Hưng để lại với vai trò là người đứng đầu của Đảng. Liệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đưa ông cựu thống đốc ngân hàng này vào lò hay không? Ông Lê Minh Hưng hiện nay đang là Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Vị trí này được cho là cận kề với Bộ Chính trị. Nếu không xử lý, thì khi ông Lê Minh Hưng được vào được Bộ Chính trị và được ban cho chức nào đấy liên quan đến việc điều hành nền kinh tế của đất nước, thì có phải là nền kinh tế Việt Nam đang đánh đu với rủi ro ngày một lớn hay không? Trong mối quan hệ giữa quan chức và doanh nghiệp, các đại gia bất động sản dùng ngân hàng thương mại làm công cụ để mà hút vốn, để đảo nợ, đẩy rủi ro về cho người dân thấp cổ bé họng và cứu những doanh nghiệp bết bát phá hoại nền kinh tế. Thì ắt quan chức đưa ra những chính sách ấy sẽ được các đại gia phải biết trả lễ như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lê Minh Hưng bàn tay làm nát ngành ngân hàng, bóp méo ngành bất động sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de